Rồi, xin mời hai bạn. Đây là mấy người? Dạ, bạn hai người ạ. Bạn mấy? Dạ, ba. Hai rưỡi thôi. Rồi, thưa con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? À, dạ, thưa cha, cách đây 2 tuần thì hai vợ chồng con đang đi trên đường thì có một anh thanh niên á, tông vô đuôi xe của hai vợ chồng con. Thì ảnh tông rất là mạnh. Thì may có Chúa mẹ giữ gìn thì hai vợ chồng con không có té xuống đường, mà anh đó thì té xuống tới mấy vòng lận, xe một nơi, người một nơi, nhưng mà cũng Chúa cũng vừa nhận ảnh là ảnh không có bị sao cả. Cũng may là con không bị sao và em bé cũng không bị sao cả. Lúc em bé con là mấy tháng? Dạ, mới cách đây có 2 tuần thôi ạ. Rồi bây giờ em bé con được 33 tuần là 8 tháng rồi. Vâng, mà hai vợ chồng chở nhau mà 8 tháng mà tông xe như vậy, chúng ta thấy nếu mà Chúa không gìn giữ thì làm sao mà bà bầu có thể đứng đây được bây giờ? Chắc chắn là nó phải bể bầu thôi. Vì cái xe mà nó tông như thế mà anh ta người một nơi, xe một nơi, mà hai vợ chồng vẫn được Chúa gìn giữ, không có bị sao. Chúng ta chỉ có biết hallelujah. Sao nữa? Dạ thưa cha, con là Phêrô Phạm Văn Pháp và vợ con là Lucia Nguyễn Thị Kiều Oanh. Tiếp theo ơn đó là cách đây 2 ngày là hôm thứ Năm thì sau khi mà bị va chạm như vậy thì con mới cùng vợ con đi khám thai theo định kỳ ở bệnh viện Từ Dũ á. Thì bác sĩ chuẩn đoán là con của con nhịp tim không ổn định và lên xuống thất thường và có thể gây nguy cơ là bị ngưng tim thai và chích lưu. Sau đó vợ chồng con có rời từ bệnh viện về và đi đến để nhờ cha đặt tay. Và sau hôm nay, buổi sáng hôm nay thì hai vợ chồng con đi khám lại và bác sĩ nói là bé hôm sau ạ, bé bình an ạ. Hallelujah! Anh còn nhớ cái hình ảnh mà hai vợ chồng cứ ôm nhau rồi khóc. Lúc mà tôi lên đặt tay, hai vợ chồng khóc quá sức, bảo chắc con của con nó bị lưu thai, nó chết. Bác sĩ bảo như vậy rồi cha ơi. Tôi hỏi là bây giờ chị có dám tin không? Anh có tin không? Tin thì tôi cầu nguyện, còn không tin thì về tin bác sĩ, rồi nó sẽ xảy ra như thế đó. Và hai người khóc lâu lắm và chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị và cho bé, cho thai nhi. Và bây giờ tôi cũng không biết là kết quả như thế nào. Vì tất cả những gì chúng tôi làm là Chúa bảo sao thì tôi làm như vậy. Như mẹ bảo, Chúa bảo gì thì cứ thế mà làm. Tôi cứ vậy tôi làm. Còn Chúa cho kết quả như thế nào tôi không có biết. Lâu lâu thì Chúa cho tôi biết. Và hôm nay là Chúa cho tôi biết kết quả nó mới cách đây có. Hôm nay. Và cái chuyện nó xảy ra là mới có 2 ngày trước. 2 ngày trước thôi là họ đến đây và họ khóc. Và bác sĩ bảo là đứa bé xong rồi. Coi như là nó bị chết ở trong thai rồi. Mà chị khóc quá sức. Thì chúng tôi thấy rõ ràng là Chúa làm những cái điều vô cùng kỳ diệu. Sức con người không làm được, sức tôi không làm được. Tôi chỉ biết đặt tay, Chúa bảo đặt tay thì đặt tay, Chúa bảo cầu nguyện thì cầu nguyện. Và bảo họ có tin hay không là do chuyện của họ với Chúa. Và Chúa làm như thế nào đó là chuyện của Chúa, chứ không phải là việc của con người. Đây, hai người chứng nhân rõ ràng trước mặt chúng ta, để chúng ta tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Hết chưa? Dạ thưa cha, con còn một ơn nữa là sau khi hai vợ chồng con từ khi mà có em bé thì tụi con cũng có trước đây tụi con vợ chồng con chỉ biết là một tuần đi lễ một ngày Chủ nhật thôi, nhưng mà từ khi mà biết em bé, từ khi 12 tuần có xét nghiệm siêu âm là con không được khỏe, thì hai vợ chồng con dần ngày tụi con càng tín thác vào Chúa hơn. Bình thường thì không có đọc kinh sáng tối, nhưng mà từ khi mà biết con như vậy thì hai vợ chồng con cũng có lên trên này cầu nguyện. Và từ đó trở đi cho tới ngày hôm nay, tụi con vẫn giữ thói quen là 3 giờ chiều đọc kinh lòng Chúa thương xót, và đêm đến là tụi con làm một chuỗi mừng cô trước khi đi ngủ. Con xin cảm ơn cha và cậu đoàn. Dạ, đây là đứa con đầu lòng của con ạ. Dạ, hai vợ chồng con mới đám cưới đây và con của con được 8 tháng rồi ạ. Hallelujah! Nếu mà con nó khỏe, nó toàn là đi chơi, nó có đi lễ không? Nếu mà con nó khỏe, nó đi hát karaoke, chứ nó có đi cầu nguyện không? Cho nên chúng ta thấy Chúa đôi khi phải dùng những cái nhắc nhở mình như vậy. Nếu mình tín thác vào Chúa thì đây là cái ơn. Cho nên giữa cái khó khăn thử thách lại là cái ơn rất lớn, thưa anh chị em.
Cho nên tôi mới nói rằng là bao lâu còn trần gian khổ ải gian nan thì mình mới cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như vậy. Con có mấy ngày giảng chưa? Dạ thưa cha, con có rồi ạ. Và thưa cha là cũng xin sẽ chia sẻ với cộng đoàn là cũng nhờ cái máy này vợ chồng con cũng có mua vài cái để đi tặng cho các nhìn thấy những cái hoàn cảnh khó khăn và gặp sự đau khổ này nọ đó. Thì vợ chồng con có đi ngang qua cái gầm cầu hay vợ chồng con ngày nào cũng đi ngang qua thì có gặp năm mẹ con đó, thì vì chị bệnh là ung thư tử cung giai đoạn 3-4 rồi, mà vì căn bệnh đó mà anh chồng đã bỏ đi và để lại hai đứa con ruột và hai đứa con nuôi của chị đó. Bây giờ năm mẹ con phải ở trong gầm cầu và ngày hàng ngày là đi lượm ve chai. Chị con có chia sẻ với vợ chồng con là chị bị ung thư tử cung, nên vợ con có chia sẻ và tặng cho chị cái máy. Và chị ngày đêm nghe. Và hôm qua tụi con có đi qua ngang qua đó gặp mấy mẹ con thì hỏi chị, và chị nói là em ơi, nhờ vợ chồng em cho chị cái máy mà từ lúc đó trở lại đây chị rất là khỏe và chị không cần phải đi đến bệnh viện nữa. Và tôi tặng cho anh chị một cái nến. Hôm nay là lễ làm phép nến. Mỗi người có nến làm phép và đem về trong gia đình của mình để đêm giao thừa mình làm nghi thức rước Chúa vào nhà nha. Cầm cái nến được làm phép này. Và đây là cuốn xuân để chúng ta làm nghi thức đón Chúa vào nhà nha. Và nhà bếp ơi, đưa giùm tôi cái giỏ quà Tết ở trong bếp ấy. Trưa nãy về thấy có ai Tết ấy. Bây giờ nhờ anh là đưa cái giỏ quà đó đi ngang qua cái bà mẹ đó có 4 đứa con, 2 đứa con nuôi và 2 đứa con ruột mà bị ung thư đó nha. Anh ghé lại giùm tôi đưa cái giỏ quà Tết, nói là của giáo đình tin mừng lòng thương xót Chúa trong bếp ấy, gửi tặng cho gia đình của chị ấy, và nói là chị ấy nếu mà Tết có rảnh thì lên đây ăn Tết với chúng tôi nha. Đây là món quà xuân để gửi tặng cho người chị em đó. Đây, như anh cầm giùm tôi một cái. Và đây là tiền lì xì cho 4 đứa bé nha. Rồi, xin Chúa chúc lành anh chị làm công việc đó giùm chúng tôi. À đây, Lộc Xuân, đây. Đây là 2 Lộc Xuân cho anh chị nha. Dạ, thưa cha, là vợ con khao khát có một cuốn tín thác của cha. À, con đường tín thác thì bây giờ hết rồi.